Xin chào tất cả mọi người, thì còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Tết này mà có món thịt bò khô Nhâm Nhi thì còn gì bằng phải không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta không cùng nhau thử làm món thịt bò sấy khô nhỉ? Bước 1, chuẩn bị nguyên liệu 8kg thịt bò, sả 15-20 cây, tỏi khô, hành khô 5-6 củ, gừng tươi 1 củ to, ngũ vị hương 4 gói, ớt 3-4 trái hoặc ta dùng ớt bột, nước mắm 5-6 thìa. Bước 2, thịt bò sau khi rửa sạch, ta dùng giấy làm bếp thấm khô, thái miếng mỏng, dọc thớ, mỗi miếng dài khoảng 0,5-0,7 cm. Trước khi thái, có thể để miếng thịt vào ngăn đá khoảng 15 phút để thịt hơi cứng lại, thái sẽ dễ hơn. Cho hỗn hợp sả, tỏi, ớt và gừng băm nhuyễn, 5-6 thìa cà phê nước mắm, 4 gói ngũ vị hương và trộn thật đều. Mọi người lưu ý là không nên cho quá nhiều ngũ vị hương, dễ bị hắc. Chú ý, ta nên chọn thịt bò mặt trước hoặc phần thân để có thành phẩm ngon hơn. Bước 3, ta trộn đều thịt bò cho ngấm gia vị. Sau đó, bọc kín thịt và bỏ vào tủ lạnh 4-6 tiếng. Tiếp theo, ta xếp thịt bò ra khay sấy và chúng ta sẽ sấy thịt bò với máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh. Máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh hoạt động dựa trên công nghệ sấy đối lưu tuần hoàn khí nóng, giúp giữ được màu sắc và hương vị của nguyên liệu. Và sau đây là hướng dẫn sử dụng máy. Đầu tiên là chốt cửa máy sấy. Sau đó là cài đặt bảng điều khiển. Thì ở đây có 3 mốc, giờ được ký hiệu là H, phút được ký hiệu là M và giây được ký hiệu là S, và ta cài đặt ở 10 tiếng. Thứ hai, ta bật công tắc nguồn. Thứ ba, bật công tắc sấy chính. Thứ tư, ta cài đặt ở 80 độ. Cuối cùng, ta bật nút sấy phụ để khởi động hai hộp nhiệt còn lại. Đối với những gia đình có dòng điện yếu, ta chỉ cần bật nút sấy chính để khởi động hai hộp nhiệt. Và đây là thành quả của chúng ta sau 10 tiếng. Thịt bò đã khô đều cả hai mặt. Như mọi người đang thấy, phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm và dai của thịt. Miếng thịt rất là thơm, lại đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Vâng, với máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh thì việc sấy khô thịt bò trở nên vô cùng đơn giản. Không còn phải mất thời gian đi phơi nắng, lại đảm bảo được hương vị và màu sắc của nguyên liệu. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên, liên hệ đặt hàng ngay với chúng tôi để được sở hữu ngay một chiếc máy sấy thực phẩm đa năng của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay 0946 249955 hoặc 0943 479955 để được tư vấn miễn phí. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng. Công ty trách nhiệm hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con làm ăn tấn tới. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau.